Giời ơi, tin được không? Một chiếc Mercedes S. Các bạn thử đoán xem, nếu như mẫu xe này chạy 100 km sẽ hết bao nhiêu lít xăng? Con số đó Duy xin chia sẻ với các bạn, đó chính là vào khoảng từ 2,5 đến 2,6 lít cho 100 km. Một chiếc Mercedes S mà lại có cái mức tiêu thụ nhiên liệu ít như vậy, lý do là do đâu? Vâng, đó chính là công nghệ hybrid mới của Mercedes-Benz. Chiếc xe mà đang có mặt ở đây ngày hôm nay tại Bangkok Motor Show chính là chiếc S650e, sử dụng động cơ hybrid kết hợp với một động cơ V6 3.0. Riêng cái động cơ hybrid này đã sản sinh ra công suất 122 mã lực rồi. Động cơ điện 90 kW. Ngay bây giờ thì mời quý bạn sẽ cùng Bảo Duy đi xem chiếc xe này có những trang bị gì hấp dẫn. Có lẽ cái điểm đầu tiên chúng ta quen thuộc mà sẽ phải nói tới ngay lại là mặt ca lăng. Vâng, chính xác là mặt ca lăng. Với cái ngôn ngữ thiết kế lưới tản nhiệt 3 nan nằm ngang rất quen thuộc của S-Class thì S650e cũng vậy, cũng có cái lưới tản nhiệt 3 nan nằm ngang như vậy. Rồi logo Mercedes-Benz ở chính giữa bên trên. Rồi cụm đèn pha. Cụm đèn pha của chiếc S650e này có cái sức hấp dẫn khá là đặc biệt khi sở hữu. Đây, các bạn có thể nhìn kỹ này, cái hệ thống đèn multi beam LED của Mercedes. Bên trong cái bóng cầu thủy tinh này là những cái đường line màu xanh chạy vuốt dọc theo cái thân đèn. Phải nói là nếu như mà nhìn trực diện ở tại thời điểm bây giờ của Duy ấy, nó ánh lên một cái màu xanh nhìn nó vô cùng quyến rũ và bắt mắt. Còn đương nhiên ba cái dải đèn LED định vị ban ngày này đã quá quen thuộc, nó đã thành thương hiệu của Mercedes rồi. Chắc hẳn quý vị bạn đi trong đêm chỉ cần nhìn thấy ba sọc là biết ngay đó là Mercedes chứ không phải là một mẫu xe nào khác. Rồi, chiếc xe được sử dụng lốp Goodyear với bộ la răng dạng đa chấu của AMG đó. Cái phần cùm phanh và cái phần đĩa phanh thì được làm khá lớn. Và đâu đó chúng ta cảm nhận được ngoài cái sự sang trọng vẫn có những cái đôi nét chút thể thao được điểm xuyết ở trên thân xe. Mercedes thì quá nổi tiếng với cái sự sang trọng rồi. Bộ la răng này 20 inch đây. Đây các bạn có thể nhìn kỹ một chút vào đây nhá. Đây này, cái phần ngay đến cái phần ốp mà ở hộc của bánh xe đây. Đó, đây gì sẽ tăng sáng một chút để các bạn có thể nhìn rõ hơn. Đối với cả những cái mẫu xe hạng sang, xe nhiều tỷ thì cái ngay đến những cái phần này cũng là những cái vật liệu, những cái chất liệu rất là đặc biệt để cách âm ở cái vòm bánh xe đá đấy, hộc nước bắn lên là chúng ta ở trong xe êm du không nghe gì cả. Còn đương nhiên là một mẫu xe như Mercedes thì chúng ta sẽ có cái hệ thống dẫn động 4 bánh và hệ thống treo khí nén rồi. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái logo EQ Power ở đây. Xe cũng được trang bị hệ thống camera 360. Gương chiếu hậu cũng được trang bị đèn xi nhan báo rẽ và camera phía dưới cảnh báo điểm mù, chống chói tự động, rồi sấy sưởi đầy đủ cả. Các bạn nhìn cái phần thân xe của chiếc S650e này, các bạn cảm thấy nó toát lên một cái sự sang trọng, một cái sự đẳng cấp không ạ? Một mẫu xe sang trọng, đẳng cấp, lại còn tiết kiệm nhiên liệu nữa. Rồi, chúng ta cùng tiến ra cái phần đuôi xe. Thật sự thì với cái thời điểm hiện tại như bây giờ, càng ngày trái đất càng nóng dần lên, hiệu ứng nhà kính càng cao, thì với những cái mẫu xe hiện tại được sử dụng cái áp dụng những công nghệ điện hay những cái mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện đang là
cái xu thế, xu hướng mà các hãng đều muốn hướng tới để bảo vệ môi trường, giảm bớt khí thải, giảm bớt khí CO2, ô nhiễm môi trường. Vâng, Mercedes-Benz cũng vậy. Một tham vọng sở hữu, sản xuất ra những cái mẫu xe điện đẹp và hiệu suất cao. Đây, các bạn có thể nhìn rõ hơn, kỹ hơn vào đây. Cái phần đèn hậu ở bên trong ấy, được Duy nhìn ở đây, Duy cảm tưởng như kiểu được đổ một cái lớp bởi những cái óng ánh như kiểu dạng mặt khứa cắt kim cương ấy. Ở đêm, ban đêm mà chúng ta nhìn vào cái đèn này ấy, thì chúng ta sẽ cảm giác như kiểu hàng triệu triệu viên kim cương được phản xạ ánh sáng ấy. Nó toát lên một cái chất rất là riêng của máy S. Đương nhiên rồi, ống xả, bộ đôi các thứ thì chúng ta cũng đã quá quen đối với Mercedes rồi. Đối với cả Mercedes thì mình sẽ vào luôn cái phần nói qua một chút về cái phần cửa phía trước nhé. Phần khoang cabin chỗ người lái đây. Da nappa, ghế designo, rồi tất cả những cái trang bị gỗ ốp ở trên hành cửa hay là ở trên cái bảng táp lô đều được lựa chọn và tuyển chọn rất là kỹ lưỡng. Thậm chí là ngay cả những cái đường chỉ may, chỉ khâu như thế này thì đều được làm thủ công toàn bộ. Đó là những cái giá trị mà tất cả những nghệ nhân ở trong xưởng sản xuất của Mercedes-Benz mang tới cho khách hàng. Những khách hàng yêu thích cái sự sang trọng, những đường nét thiết kế hay những cái chất liệu tinh tế ở trên những cái mẫu xe của Mercedes-Benz. Cái phần vô lăng ba chấu này có lẽ chúng ta cũng đã rất quen thuộc rồi, bởi vì hiện tại tại thị trường Việt Nam hiện nay thì những cái mẫu xe của Mercedes cũng đã được trang bị những cái vô lăng và các cái phím điều chỉnh như thế này. Đây, Duy sẽ che bớt đi để các bạn có thể nhìn rõ hơn. Đấy, ánh sáng chói quá. Hệ thống màn hình ở phía sau vô lăng kết nối thành một dải với cả màn hình giải trí trung tâm. Anh em Duy hay nói đùa với nhau rằng cái hệ thống màn hình của Mercedes này được trải dài như thế này không khác thì như kiểu chúng ta ốp hai cái iPad Pro vào vậy. Ở chính giữa chúng ta vẫn sẽ có đồng hồ chính giữa đây, tăng thêm cái sự sang trọng cho cái bảng táp lô. Là một cái điểm nhấn rất nhỏ thôi, nhưng mà khi có cái phần trang bị đồng hồ này vào, nhìn nó có cái sự xa xỉ hơn kha khá đấy ạ. Đây, các cái vân gỗ đều được làm rất là, lựa chọn rất là tỉ mỉ đấy ạ. Loa Burmester. Cái loa Burmester của Mercedes của cái chiếc 560e này ấy, thì các bạn có thể thấy là cái chữ Burmester nó không kèm theo chữ high-end đó. Nhưng mà ở trên cái chiếc 560 phiên bản Cabriolet kia kìa, thì ngoài chữ Burmester còn thêm một chữ high-end, nghĩa là cái công nghệ được áp dụng ở trên cái loa, hệ thống loa Burmester ở trước đó còn cao cấp hơn cả chiếc này. Đó, đây. Cái hệ thống điều khiển trung tâm này thì các bạn cũng khá quen với cả những chiếc Mercedes E, Mercedes S hiện nay ở thị trường Việt Nam rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ra phía sau nhé. Ra phía sau để xem cái sự đẳng cấp khoảng phía sau. Wow. Chúng ta sẽ cùng nhìn ngắm một lượt trước khi chúng ta tiến vào. Rồi. Ngồi vào vị trí này thì chúng ta có thể cảm nhận ngay được cái sự sang trọng cũng như là cái sự đẳng cấp dành cho những ông chủ. Đối với Mercedes ấy, ngoài cái cảm giác lái thích thú ra thì cái vị trí, cái cảm giác mà khi ngồi ở cái hàng ghế thứ hai, nó mới đúng là cái giá trị những chiếc Mercedes mà Mercedes-Benz muốn mang lại tới những, cho những khách hàng yêu quý của mình. Tất cả những cái trang bị từ ghế, từ da, từ những cái vị trí để ly, để cốc,
rồi tất cả các phím nút bấm cũng như là màn hình hiển thị đều được Mercedes-Benz nghiên cứu và trang bị rất là kỹ lưỡng. Đương nhiên là vị trí ngồi sau này thì chúng ta cũng sẽ có những cái thao tác, những cái điều khiển như là massage, rồi là rèm che nắng lên xuống bằng điện, rồi cửa sổ trời. Ở đây à, các bạn thấy không? Ở đây chúng ta có phần gương, phần gương trang điểm. Ngắm ngắn vuốt vuốt các thứ, các thứ. Đèn đọc sách. Ngay cả đến cái hệ thống đèn này các bạn có thể thấy đây. Sáng lên cũng sáng từ từ và tắt đi cũng tắt từ từ. Đó, đó là cái sự tinh tế rất là đáng chú ý để chúng ta nói trên những cái mẫu xe hạng xa xỉ đẳng cấp như thế này. Cái vị trí bệ tí tay chúng ta lật lên thì chúng ta sẽ có một cái phần tựa lưng cho người ngồi ở chính giữa đây. Nhưng mà cái vị trí này thì cũng chỉ ngồi khi mà chúng ta thực sự cần thiết thôi. Chứ còn để mà ngồi ở đây lâu dài trên quãng đường đi thì nó hơi cộm. Chúng ta cũng sẽ có cái phần nút bấm để điều chỉnh cái phần tựa đầu gối. Đó. Ở đây chúng ta cũng sẽ có hai cổng sạc USB này, rồi là cổng HDMI. Cả đây để đều được bọc nhung hết đấy các bạn ạ. Ở trong đây chúng ta cũng sẽ chỉ có hộc để đồ mà thôi, chứ chưa có hộc lạnh. Nên mấy bách thì chúng ta sẽ có ngay những hộc lạnh ở đấy. Rồi từ vị trí này thì các bạn có thể ngắm lại một chút xíu về cái bảng táp lô trên của chiếc S560e phiên bản động cơ hybrid này. Đây, nếu như mà Mercedes mà chúng ta chia sẻ với nhau về cái cảm giác ngồi ở đây, hay là ngay cả tới những cái khoảng trống để chân thì nó hơi dư thừa phải không ạ? Bởi vì Mercedes mà chúng ta luôn luôn có những cái vị trí ngồi rất là thoải mái. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh ghế nhiều hướng này, rồi là nhớ ba vị trí, rồi massage, rồi làm mát, rồi sưởi ấm các kiểu. Trong khi tất cả quý vị và các bạn nhìn ngắm lại một vòng chiếc S650e Hybrid này thì Duy cũng chia sẻ một chút về cái thông số của động cơ. Như Duy đã nói ban đầu ấy, thì đây là một mẫu xe sử dụng cái động cơ Hybrid, một cái công nghệ Hybrid, công nghệ động cơ điện Mercedes-Benz. Và trên chiếc xe này thì được trang bị động cơ V6 3.0 biturbo cho sản sinh công suất là 367 mã lực và mô men xoắn cực đại là 500 Nm. Còn động cơ điện là 90 kW, xin lỗi quý vị các bạn, là 90 kW, sản sinh là 122 mã lực và mô men xoắn là 200 Nm, nâng tổng công suất của xe đạt được là 476 mã lực và mô men xoắn là 700 Nm ạ. Cái mẫu xe này thì có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 5 giây. Nếu mà chạy điện hoàn toàn thì vận tốc tối đa mà xe có thể đạt được là 130 km/h và sẽ chạy được 50 km. Rồi, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video review xe, những mẫu xe tại Bangkok Motor Show tiếp theo. Các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Autodaily để cập nhật những cái thông tin mới nhất về xe tại Bangkok Motor Show nhé.